nha. Đặt cái khăn sâu vào cổ cho em để không bị ướt áo con nhá. Đây này, đặt sâu vào. Đầu nghiêng này, người nghiêng này. Tư thế nghiêng này. Trước khi rửa mũi nhá thì cái nước muối này phải ngâm ấm cho em lên một tí nhá, để cho con nó đỡ lạnh. Bắt đầu rửa cho con nhá. Già đấy. Đây, sau khi rửa xong nhé, đặt cho trẻ này, đầu nằm thấp này, mông cao hơn này, vỗ từ dưới đáy phổi vỗ lên này, để cho là vừa giúp long đờm, vừa giúp chảy dịch từ dưới đáy phổi ra này. Đấy. Mẹ ngoan ngay nhỉ. Vỗ từ dưới vỗ lên và dừng lại, cứ vỗ từ dưới vỗ lên chứ không vỗ từ trên vỗ xuống, là vô tình là cái đờm không thể long được ra ngoài. Mà nó sẽ từ bên trên nó sẽ xuống dưới, xuống từ từ cái thùy bé vòng chảy dịch ngược lên thùy to thì nó mới đẩy được ra mồm. Từ dưới đáy phổi nó phải dậy chảy lên trên đầu là sẽ vòng ra mồm hết. Thích chưa? Thích chưa? Sạch mũi chưa? Cái này thì mình cứ rửa hàng ngày cho nó sạch cũng được em nhở? Không sao đúng không? Không cần thiết lắm, nếu mà trẻ có dịch thì mới rửa nhiều, mà không có dịch thì một tuần nên rửa một lần thôi, không cần rửa nhiều. Ví dụ con chị mà nó hay chớ ấy. Hay chớ thì sau khi chớ lên rửa để cho cái dịch ví dụ như sữa hoặc là đờm nó sẽ không giữ ở mũi, để cho vi khuẩn nó phát triển nó sẽ gây viêm. Với khi rửa lưu ý cho em một chút là đặt cho trẻ làm đầu nghiêng là cái thứ nhất, là cái thứ hai là khi mà mình bóp ấy thì thường em bé sẽ há mồm ra. Thì phải đẩy cái mồm lên để cho em ngậm lại, em sẽ không thở qua được mồm thì nó đỡ bị bất lực. Đến khi mình bơm nước muối thì nó sẽ chảy từ bên này sang bên kia thì em sẽ xì được rất là mạnh, không thể tốn lực bất lực ra ngoài. Đấy. Nha trông ôm kìa, ôm cô kìa. Sướng nhỉ. Chế chơi nhỉ. Chỉ nhích bé như này thôi nhỉ. Đấy. Đây là đối với bạn nhỏ, bạn sơ sinh cho đến 6 tháng có thể là nằm. Còn nếu mà đối với bạn 6 tháng trở lên thì có thể là ngồi. Nhưng tư thế ngồi thì Pony không ngồi được thì trông không hướng dẫn ở trong cái clip này. Sau này nhá. Độ 6 tháng nhá. Sau này bao giờ mà cháu lại đờm mũi lại nhớ gọi cô tắm nhá. Cô hướng dẫn cho nhìn một chút như thế này, có thể là đặt cho em ngồi như thế này. Ngồi như này và đầu hơi cúi về đằng trước. Lưỡi hơi ngả về đằng trước và bơm nước muối như thế này. Từ bên này nó cũng sẽ chảy ngược sang bên kia. Thế là được. Đấy. Còn tư thế vỗ rung long đờm cho em thì có thể đối với các bạn nhỏ như thế này, mình xác định đáy phổi của trẻ dễ lắm. Đây, đặt em nằm nghiêng, sờ xuống dưới cái xương sườn ở cuối cùng thì đấy chính là đáy phổi. Đây của em Pony ở chỗ này. Thì là bắt đầu này, khum cái tay lại, vỗ này, từ bên này vỗ lên trên, vỗ sang hai bên nhé, hai bên bên phổi. Đấy, cùng tay vỗ lên, người em bé phải rung lên thì nó mới có lực tác động. Và ngừng lại bên này cũng thế, vỗ từ dưới đáy phổi vỗ lên nhá, thì là cái đờm nó sẽ long dần lên. Đấy. Còn cái đờm nó long dần lên thì mình có thể là cho em có thể trường hợp ra là theo đường mũi. Chớ ra theo đường mũi hoặc là hắt xì, hoặc là mồm cũng thế, có thể như thế. Có thể ọc ra miệng đúng không? Đấy. Đây, chỉ vỗ rung cho em, đấy, sang hai bên thủy hai bên. Thế thôi. Cứ vỗ từ dưới vỗ lên, không được phép vỗ từ trên vỗ xuống, là vô tình cái đờm nó lại càng xuống dưới đáy phổi. Là không thể ra được ra ngoài nhỉ. Chơi chơi. Là xong rồi, thoải mái. Thôi,